Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Việt Nâu và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục có một video về chủ đề thời trang. Gần đây thì mình đang rất muốn làm một cái video dạo haul những cái món đồ mới của mình. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm dịch như thế này mình không thể sắm cho mình một cái món đồ mới nào cả vì mọi thứ nó gần như là bị đình trệ lại hết. Và trong video ngày hôm nay thì mình vẫn sẽ làm một cái dạng video kiểu review nhưng mà lại là review những cái món đồ cũ của mình. Và chủ đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về top 5 những cái đôi giày mà mình ưa thích nhất mà mình đang sở hữu, cũng như là mình sẽ nói thêm về những cái đôi giày mà sắp tới mình đang có dự định mua. Và trước khi bắt đầu vào nội dung chính của video thì nếu như các bạn cảm thấy thích những cái nội dung, những cái chủ đề mà kênh của mình đang làm thì các bạn hãy dành tặng cho mình một like và một subscribe. Và chắc chắn là sắp tới mình sẽ kêu gọi mọi người rất là nhiều lần như thế này vì mình cảm thấy là kênh của mình nó đang hơi bị hạn chế về view một chút và mình đang thiếu một chút động lực. Và nếu như là được sự ủng hộ của các bạn thì chắc chắn mình sẽ có thêm nhiều động lực để ra nhiều video hay hơn nữa. Và không dài dòng hơn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với cả cái đôi giày đầu tiên trong top 5 những cái đôi giày yêu thích của mình. À quên thì cũng phải nói luôn với các bạn là trong cái video ngày hôm nay là một cái video mà không được tài trợ bởi bất cứ một cái nhãn hàng nào cả. Đây là những cái trải nghiệm thực tế của mình và mình muốn chia sẻ lại với các bạn những cái trải nghiệm như thế. Và nó sẽ chỉ có hai cái trường hợp xảy ra. Một là mình review rất là hay, hai là mình review rất là dở. Nó sẽ không xảy ra cái chuyện là mình nói sai sự thật hay là mình nói phóng đại lên một chút nào cả. Chúng ta cứ giao kèo với nhau trước như thế và bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên thì một trong những cái đôi giày ưa thích nhất của mình đó chính là một đôi giày Chelsea Boots tới từ thương hiệu The Wolf. Thì bây giờ mình sẽ đọc một số những cái giới thiệu chung về cái đôi giày này mà thương hiệu này họ ghi ở trên trang web của họ. Về cái thương hiệu thì là của The Wolf, với cái chất liệu chính của đôi giày này đó là da bò nhập khẩu và đế giày chỉ được làm bằng cao su. Lót trong của đôi giày này sẽ được làm bằng da dê và với cái độ cao của gót giày này khá là cao là 4,3 cm. Đó là một số những cái thông tin rất là cơ bản mà The Wolf đã cung cấp về đôi giày này. Và mình đã trải nghiệm và sử dụng cái đôi giày này trong vòng 2 năm. Và sau đây sẽ là một số những cái đánh giá của mình sau cái quá trình sử dụng đôi giày này. Đầu tiên là về cái form của đôi giày này thì sau một cái quá trình 2 năm sử dụng, và đây cũng là một trong những cái đôi giày mà mình đeo rất là nhiều, thì mình cảm thấy là cái form của đôi giày này nó không bị thay đổi quá là nhiều. Cũng như là cái chất liệu da, đường kim mũi chỉ và cái phần bo giày này nó gần như là không bị thay đổi. Và mình cũng nhận thấy là những cái đôi giày của The Wolf, đặc biệt là những cái đôi Chelsea Boots dáng classic như thế này, thì cái phần form dáng của nó khá là chuẩn và mình đeo lên thì nó rất là tôn được cái đôi chân của mình. Tiếp theo thì mình cảm nhận đôi giày Chelsea Boots này nó khá là bền. Và mình cũng biết một số những cái thông tin mà những cái bạn chơi giày chuyên nghiệp họ đánh giá không cao về cái đế giày này của thương hiệu The Wolf. Mình không rõ là cái phần đế giày khâu liền hay là khâu không liền, mình không rõ lắm, nhưng mà mình thấy là các bạn đánh giá là cái đế giày này của The Wolf nó không được chất lượng cho lắm. Tuy nhiên thì đối với cá nhân của mình sau cái thời gian sử dụng thì mình lại thấy là có thể là mình chưa có nhiều kinh nghiệm về giày, nhưng mà mình thấy thì với 2 năm sử dụng cái đôi giày nó vẫn còn nguyên vẹn như thế này, với cái phần form dáng và cái phần đế nó vẫn chắc chắn như thế này, thì mình nghĩ là cái đôi giày cũng khá là bền chứ. Một cái điều nữa mà mình cũng rất thích về cái đôi giày này đó chính là cái phần lót ở trong đi khá là êm chân. Và mặc dù với cái phần gót giày cao tới 4,3 cm thì khi mà mình trải nghiệm mình không thấy cái cảm giác trông chênh, vì nam giới chúng ta đi những cái đôi giày đế cao như thế này thì gần như là phụ nữ họ đi giày cao gót ấy. Mà khi chúng ta mới tiếp xúc với cả những cái đôi giày đế cao như thế này mà cái cảm giác đi của chúng ta nó không bị lạ lẫm và nó không có cái cảm giác lao đao trông chênh, thì mình nghĩ đây cũng là một trong những cái điểm cộng của đôi giày. Về cái mức giá của đôi giày này thì 2 năm trước mình mua chính xác là bao nhiêu tiền thì mình không nhớ cho lắm, nhưng mà mình nhớ nó rơi loanh quanh ở khoảng tầm 1,6 triệu. Và đối với mình thì cái mức giá đấy nó hoàn toàn xứng đáng cho với những cái chất lượng mà đôi giày này đem lại. Mà nếu như mà các bạn hỏi với mình là so sánh cái đôi giày này của The Wolf với những cái đôi giày Chelsea Boots khác của những thương hiệu local brand khác, hay là đối với những cái thương hiệu cao cấp hơn, thì mình cũng không biết là so sánh như thế nào vì mình chưa từng trải nghiệm những cái dòng sản phẩm khác. Và nói chung thì tóm lại là với cái mức giá 1,6 triệu thì mình nghĩ là nếu như các bạn đang thích một đôi Chelsea Boots dáng classic đơn giản và dễ phối đồ như thế này thì các bạn nên đầu tư theo cá nhân của mình. Và hình như là The Wolf họ đang có sale off cái giá thành của đôi giày này trên trang web của họ nữa, thì mọi người có thể tham khảo nếu như mọi người cảm thấy thích nhá. Và thường thì theo cái phong cách làm video của mình thì sau khi mình review hay là mình giới thiệu về bất cứ một cái món đồ gì thì mình sẽ trải nghiệm ngay cái sản phẩm này cho các bạn xem. Thì bây giờ sẽ là hai cách phối đồ mà mình thường xuyên áp dụng với cả đôi giày Chelsea Boots này.
thì đôi giày thứ hai cũng là một cái đôi giày tới từ thương hiệu The Wolf, và đây là một đôi giày Derby. Trước hết thì hãy cùng tìm hiểu thêm một số những thông tin mà The Wolf đã cung cấp về cái đôi giày này. Thì mình thấy là nó không khác nhiều so với cả đôi Chelsea Boots mình vừa giới thiệu lắm. Chất liệu vẫn là da bò nhập khẩu, đế giày thì làm bằng cao su, lót trong, cái phần này sẽ khác này. Cái phần lót trong thì sẽ bằng vải canvas và da dê, và cái độ cao của gót nó sẽ chỉ là 2,5cm thôi. Và cái điều quan trọng mà khiến mình đưa ra cái quyết định để mua cái đôi giày này đó chính là nó có những cái họa tiết mà mình cảm thấy nó rất là thích. Trước khi đến với cái phần mà đánh giá của mình về đôi giày này sau cái quá trình sử dụng thì mình cũng phải sorry với mọi người là mặc dù trước khi lên video thì mình cũng vệ sinh qua những cái đôi giày này rồi, nhưng mà bởi vì nó là những đôi giày cũ, mà những cái đôi giày cũ sử dụng lâu như thế này rồi thì thường nó không được vệ sinh cho lắm, nên là mình cầm trên tay cũng như là mình mang lên cái bàn như thế này thì nó hơi bị mất vệ sinh, nên là mong mọi người thông cảm. Nhưng mà cũng bởi vì là mình cũng chưa làm nhiều những cái video dạng review nên là mình chưa biết làm như thế nào để cho mọi người có những cái cảm nhận thực tế nhất, nên là thôi mình cứ làm cái kiểu xôi thịt như thế này, mong mọi người thông cảm nhá. Thì cái đánh giá đầu tiên của mình về đôi giày này thì đây cũng là một trong những đôi giày mà mình rất là ưa thích và thường xuyên sử dụng vào những cái bộ trang phục nào mà nó cần tính lịch sự một chút. Và sau một cái quá trình sử dụng cũng khá là lâu, khoảng tầm hơn 1 năm, gần 2 năm gì đó, thì mình thấy là giống như đôi giày trước, cái đôi giày này cái form của nó cũng gần như là không bị thay đổi quá nhiều. Mọi cái thiết kế về cấu trúc các thứ nó gần như là còn nguyên vẹn. Tuy nhiên thì có một cái điểm trừ đầu tiên, đó là với cái phần họa tiết như thế này và với cái phần đế giày nó có cái chất liệu gì mình cũng không rõ. Tất nhiên là vẫn bằng cao su nhưng mà cái bề mặt bên ngoài nó sẽ khác hơn với cả đôi giày Chelsea Boots, nên là nó sẽ xảy ra một cái vấn đề, đó chính là nó sẽ dễ bị bám bụi và khó vệ sinh hơn. Một cái điểm trừ thứ hai nữa là mọi người có thể thấy là cái phần dây giày này nó đối với cả mình là quá là bị dài. Nó dài rất là nhiều. Và sau khi mà mình đã để hết cả lên đến cái lỗ trên cùng như thế này rồi, nó vẫn còn thừa ra một khoảng phải đến 50cm. Phải đến 50cm. Và khi mà mình buộc cái dây giày này thì buộc xong rồi mà mình vẫn thấy dây nó bị dài và mình không biết giấu vào đâu. Vậy nên là khi mà mình đeo cái đôi giày Derby này thì mình thường không buộc dây và mình giấu dây luôn đi ngay từ đầu để cho nó trông gọn gàng hơn. Tại vì những cái đôi giày mang tính lịch sự như thế này mà cái phần dây nó bị luộm thuộm quá thì nhìn trông nó cũng mất đi cái vẻ lịch sự ban đầu mà nó đem lại. Ok, thì đó là hai cái điểm trừ khá là nhỏ mà mình thấy là mình không thích ở cái đôi giày này thôi. Còn lại thì mình cảm thấy nó vẫn khá là ổn, đặc biệt là mình rất là thích cái form dáng và cái họa tiết chi tiết của đôi giày này. Có một cái lưu ý cho mọi người, khi mà chúng ta muốn mua những cái đôi giày Derby của thương hiệu The Wolf này là chúng ta hãy hỏi cái bạn nhân viên tư vấn thật kỹ, vì đối với mình thì cái đôi giày này nếu mà đúng size của mình thì sẽ phải lùi đi một size, vì bình thường mình đi 42 và mình mua đôi này cũng là giày 42 và chân của mình bị thừa ra một đoạn khoảng như thế này, và mình đã phải mua thêm một cái miếng đôn giày ở đằng sau. Nhưng mà cái miếng này thì mình cũng đã sử dụng lâu và nó bị bong ra mất rồi. Nhưng mà tóm lại là mình nghĩ là mọi người nên lùi lại một size thì nó sẽ yên tâm hơn. Và cũng giống như cái đôi giày trước thì bây giờ mình sẽ đeo lên chân cái đôi giày này với hai cái kiểu quần mà mình thường xuyên áp dụng để mix với cả giày Derby. Quên một cái điều nữa khá là quan trọng, đó chính là đôi giày này mình cũng mua đâu đó loanh quanh khoảng tầm giá là 1,6 triệu. Và cái cảm nhận của mình, cái chất lượng so với giá thành thì lại một lần nữa mình cảm thấy hợp lý. Và tiếp theo, đôi giày thứ ba có lẽ sẽ là cái đôi giày mà mình cảm thấy thích nhất trong cái tủ giày của mình, đó chính là một đôi giày loafer tới từ thương hiệu Wang Limited. Về cái thông số chi tiết của đôi giày này thì mình cũng không có, bởi vì thương hiệu họ không cung cấp là một. Thứ hai là khi mà mình mua đôi giày này thì thương hiệu họ cũng mới thành lập, nên là mình sẽ đưa ra những cái cảm quan của mình. Đầu tiên là về cái chất liệu da thì đây là một cái chất liệu da bóng, và cái lót giày cũng là bằng một cái chất liệu gì đó khá là mềm và đi rất là êm chân. Và đặc biệt thì cái phần mình ấn tượng nhất của đôi giày này đó chính là cái phần đế giày được làm bằng cao su nguyên khối, và mình cũng cảm thấy là nó rất là chắc chắn và cái đế của nó cũng khá là cao. Nó cũng rơi vào khoảng tầm 4 phân chứ không bị thấp đâu. Đôi giày này thì mình cũng mua loanh quanh đâu đó khoảng tầm được 2 năm rồi, thậm chí là hơn 2 năm cơ, với cái mức giá là 2,3 triệu. Thì mình thấy là sau một thời gian rất là lâu sử dụng thì đôi giày này cũng đúng là một trong những cái đôi giày rất là chất lượng. Form dáng hay là mọi thứ của nó gần như là còn nguyên vẹn,
đặc biệt là cái đế giày này nó cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Không biết phải diễn tả làm sao cho mọi người có thể biết được cái độ chắc chắn của cái đế giày này, hay là bây giờ cầm hai cái giày này đập vào nhau nhỉ. Nói chung là mình nghĩ là không xi nhê gì đâu vì cái đế giày này nó chắc chắn lắm. Không biết là cái chất liệu cao su này nó có rẻ tiền không, nhưng mà nói chung là cảm thấy chắc chắn. Thì đây cũng là một trong những cái đôi giày mà rất là đáng nhớ trong cái quá trình mà mình tìm hiểu về thời trang. Thì trước khi mình biết đến cái đôi giày này và mình quyết định mua nó, thì mình có biết Facebook của cái anh chủ shop Quang Limited này. Và mình phải nói là lúc đấy mình cực kỳ thích cái phong cách của anh đấy luôn. Đầu tiên là mình đến cái shop này ấy là mình chỉ muốn được gặp cái anh đấy thôi, để xem cái phong cách ngoài đời của anh ấy như thế nào. Nhưng mà hôm đấy mình đến thì lại không gặp anh đấy. Nhưng mà mình cũng lướt qua một số những cái sản phẩm của shop, và cuối cùng thì mình cảm thấy rất là thích cái đôi giày này, và mình đã quyết định mua nó ngay lập tức. Mặc dù đây là một cái đôi giày không phải size của mình, đôi giày này nó size 41 thôi. Và cái hôm đấy mình đi thử đồ ấy, đeo chật ơi là chật. Nhưng mà tóm lại lúc đấy mình kiểu như kiểu bị cuồng rồi, bị mất hết cả lý trí rồi, nên là chật chân nhưng mà vẫn quyết định mua về. Tại vì mình cảm thấy đôi giày này nó có thể đem lại cho mình một cái phong cách rất là khác so với cái phong cách thường ngày của mình. Và đúng thật là may mắn, thì sau một thời gian mình đeo cái đôi giày này thì nó cũng không bị kích nhiều nữa, và dần như là cái đôi giày này nó được giãn ra. Thì bây giờ mình cảm thấy là đeo cái đôi giày này nó cũng vừa hơn rất là nhiều rồi. Và có một cái điều đặc biệt nữa là khi mà mình đã sở hữu cái đôi giày này rồi thì mình mới bắt đầu tìm hiểu đến những cái phong cách mà mình chưa bao giờ mặc trước đây. Như là mình mặc đôi giày loafer này với cả một đôi tất trắng cao cổ với cả một chiếc quần baggy. Đấy là một cái phong cách mà gần đây mình sử dụng rất là nhiều. Nhưng mà trước đây thì mình chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ mặc những cái phong cách như vậy. Thì mình cũng nghĩ đấy là một cái điều cũng rất là hay, bởi khi mà chúng ta thay đổi bản thân, chúng ta mua một cái món đồ khác hẳn so với cả cái phong cách thường ngày của chúng ta, thì chúng ta có thể làm mới được cái phong cách của mình với những cái phong cách khác. Và cũng thật là may mắn, biết đâu được chúng ta lại cảm thấy đó là một cái phong cách mới mẻ và hoàn toàn hợp với cả chúng ta. Và đối với cá nhân của mình thì với cái lĩnh vực thời trang thì chúng ta nên cần dành ra một cái sự trải nghiệm thật là nhiều, thường xuyên phải làm mới bản thân với những cái phong cách khác nhau, thì chúng ta sẽ cảm thấy yêu thích cái niềm đam mê mà mình đang theo đuổi hơn, cũng như là tự nhiên mình lại đang bị dài dòng rồi. Nhắc đến cái đôi giày này ấy, thì hôm đấy mình mua cái đôi này 2.3 triệu với cả mua một cái gì loanh quanh đến cơ. Hôm đấy bill của mình tổng cộng là 3.5 triệu. Vì cái đôi giày này mình đã mua thêm một cái đôi tất màu xanh nữa. Cái đôi tất đấy cũng rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Đây, đây là cái đôi tất màu xanh mà mình đã mua cùng với cả đôi giày này. À, cái đôi tất này khi mà mình mua thì mình không được thử nhá. Tại vì chúng ta đi mua tất thì đi mua quần lót thì làm sao mà thử được, đúng không? Nhưng mà mình cũng tưởng tượng trong đầu là khi mình phối cái đôi tất này với cả đôi giày này thì nó sẽ như thế này. Nhìn trông khá là hay và lạ, đúng không? Nhưng mà từ khi mình mua đôi tất này về thì mình chỉ đeo được 1-2 lần thôi, vì mình cảm thấy là cái màu xanh này mình vẫn chưa có nhiều những cái trang phục để có thể mặc nó một cách nó đúng với cả cái vai của phong cách này lắm. Nên là đây cũng là một trong những đôi tất mình nghĩ là mình sẽ giữ lại. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ đeo luôn cái đôi tất này và đeo thử cái đôi giày này cho các bạn xem cái đôi giày này khi mà lên chân nó sẽ trông như thế nào. Tiếp theo thì sẽ là một đôi giày mình mới mua gần đây, và chắc là các bạn cũng biết rồi, đó chính là một đôi Nike Air Force One. Và mình mua đôi giày này với giá tự nhiên quay mất, không biết là khoảng tầm 2.6 triệu gì đấy. Về cái đôi giày này thì mình cũng nghĩ là có rất nhiều người đã biết rồi, cũng như là nó cũng rất là nổi tiếng, nên là mình sẽ không review quá chi tiết về đôi giày này nữa. Mình sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện tại sao mình lại quyết định mua cái đôi giày này. Thì mình cũng giống như các bạn thôi, là các bạn hàng ngày vẫn đang hỏi mình là anh ơi phối đồ như thế nào, phối cái đôi giày này như thế nào, phối cái quần này như thế nào. Thì khi mà mình muốn tìm hiểu về một đôi giày, mình cũng post một cái story lên là mình hỏi các bạn là có nên mua đôi giày này không, hay là mình đang muốn mua một cái đôi giày bình dân rồi dễ phối đồ thì mình nên mua đôi giày nào. Thì có rất rất nhiều bạn giới thiệu cho mình nhiều đôi giày, inbox riêng cho mình luôn để giới thiệu riêng cho mình những cái đôi giày mà các bạn ấy nghĩ là mình đang cần nó. Không một bạn nào giới thiệu với mình cả đôi Nike Air Force One này, vì mọi người nghĩ là mình cũng cần một cái đôi giày cơ bản, nhưng mà nó không cơ bản quá đến mức như cái đôi giày này. Và có một cái bạn giới thiệu cho mình một cái đôi
đó chính là đôi Nike Mid Blazer 77. Đó thì mình lại nhắn lại cho bạn đấy: anh không thích đôi giày này lắm vì anh thấy là nó đang bị nhiều người đeo quá, anh không thích đeo những cái đôi giày mà bị quá nhiều người sử dụng. Lúc đấy thì mình đã nhắn cho cái bạn đấy những cái dòng tin nhắn ngớ ngẩn như vậy, và ngay ngày hôm sau thì mình đã quyết định mua một cái đôi giày mà hàng tỷ người, hàng nghìn người đang đeo, là cái đôi Nike Air Force 1 này. Mặc dù thì quan điểm của mình lúc đầu là muốn mua cái đôi giày basic nhưng mà lại không phải nhiều người sử dụng cơ. Mình đã nói với người ta như vậy rồi, nhưng mà quyết định của mình thì nó ngược lại gần như là 360 độ luôn. Và sau cái quá trình gần 2 tháng mình sử dụng cái đôi giày này thì mình cảm thấy có một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là cái chất da của nó cứ dễ bị nhăn kiểu gì ấy, và cái form của nó cũng không được nguyên vẹn như ban đầu. Mặc dù mình đã rất ý thức ở trong đầu đây là một đôi giày trắng, cũng như là một cái đôi giày rất là basic mà mình sẽ sử dụng rất là nhiều để phối cho các bạn xem, nên là mình sẽ giữ nó ở một cái trạng thái tốt nhất. Có thể thì đây là một cái đôi giày với cái mức giá bình dân thôi, mình cũng không dám đòi hỏi nhiều. Nhưng mà với một cái thương hiệu lớn như của Nike mà nó dễ bị nhăn cái phần da như thế này thì cái thẩm mỹ của nó cũng bị giảm đi nhiều. Nên là đấy là một cái điều mà mình cảm thấy chưa được hài lòng lớn nhất về cái đôi giày này. Tuy nhiên thì bù lại, đây là một trong những cái đôi giày mà mình cảm thấy cũng rất là ưa thích. Cái cảm giác đeo của nó cũng khá là ok, đi thì êm. Và cái thiết kế của nó thì đúng như những cái gì mình mong đợi, một đôi giày sẽ phối đồ phù hợp trong nhiều hoàn cảnh. Và có một cái điểm nữa thì nó cũng không phải là điểm trừ mà mình muốn lưu ý với các bạn thôi, thì đó là cái phần thành giày như thế này. Thì với cái chất liệu vải như thế này thì nó rất là dễ bị bám bẩn, nên là mọi người chú ý, nếu như mà nó bị dính bẩn rồi thì chúng ta nên vệ sinh sớm để nó không hình thành những cái vết ố sau này, thì nó sẽ làm hỏng đến cái mỹ quan chung của đôi giày. Tóm lại thì đây cũng là một trong những cái mẫu giày mình khuyên các bạn là nên sắm trong cái tủ đồ của mình, vì nó là một trong những cái đôi giày rất là cần thiết và rất là thiết yếu trong tủ đồ của mỗi người. Và cuối cùng trong top 5 những cái đôi giày mà mình đang ưa thích nhất thì sẽ là một đôi giày thể thao trắng như thế này. Mình không biết đọc tên cái đôi giày này như thế nào, thôi thì cứ đọc là một đôi sneaker trắng. Thì đôi giày này của một thương hiệu có tên là Unicus. Và so với cả 4 cái đôi giày trước thì đây là một cái đôi giày mà có giá thành thấp nhất, cũng như là mình nghĩ chất lượng của nó thì cũng không thể bằng so với cả những cái đôi giày kia được. Vì đây là một cái đôi giày với cái chất liệu giả da, và khi mà mình đưa ra cái quyết định mua đôi giày này thì nó cũng khá là cảm hứng, vì khi mà mình đến shop và mình cảm thấy đây cũng là một trong những cái mẫu giày mà có cái phần đế thấp và cái thiết kế nó kiểu nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc như thế này, thì mình nghĩ là mình cũng đang cần một cái món đồ như thế này trong tủ đồ của mình, nên là mình cũng quyết định mua luôn và mình không quan tâm nhiều đến cái chất lượng lắm. Cái điều lo ngại nhất của mình là đôi giày này từ khi mà mình mua về mình chỉ đeo ra ngoài đúng một lần, nên là nó vẫn còn mới như thế này, và thường xuyên thì mình chỉ đeo nó ở trong nhà để phối đồ cho các bạn xem thôi. Nên là mình rất là lo sợ khi mà mình sử dụng cái đôi giày này thường xuyên hơn, đeo ra ngoài nhiều hơn thì nó sẽ không còn được nguyên vẹn và xinh đẹp như thế này nữa. Thường thì mình sẽ sử dụng cái đôi giày này với những cái bộ đồ nào mà cần cái sự kiểu thanh thoát rồi kiểu nhẹ nhàng trẻ trung một chút. Và đặc biệt thì cái đôi giày này nó sẽ rất là phù hợp với những cái bạn nào mà thích cái phong cách mà đeo giày xấu tất, thì mình nghĩ là đôi giày này nó sẽ rất là phù hợp cái phong cách đấy. Nên là nếu như bạn nào mà theo đuổi cái phong cách Hàn Quốc này, rồi bạn nào mà thích những cái sự nhẹ nhàng thiết kế tối giản như thế này và thích đeo giày dấu tất kiểu mát mẻ trong mùa hè, thì mọi người có thể tham khảo cái đôi giày này. Và bây giờ là hai cách phối đồ mà mình thường xuyên áp dụng để mix cái đôi giày sneaker trắng này. Ok, và đó đã xong cái phần đầu tiên trong video ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả phần thứ hai. Mình sẽ nói về những cái đôi giày mà mình đang có ý định mua trong thời gian sắp tới. Và trong cái phần tiếp theo của video này thì nó cũng là một cái phần
mà mình muốn chia sẻ với các bạn cái định hướng về thời trang của mình trong những cái thời gian tới như thế nào. Và cũng là một phần mình nhắc với các bạn là mình muốn mua những cái đôi giày này, thì các bạn hãy chia sẻ với mình nếu như các bạn đã từng trải nghiệm rồi hay là biết về đôi giày này rồi, thì hãy chia sẻ với mình là có nên mua không, hay là nên có một số những cái lưu ý gì không. Đấy, thì chúng ta đều có những cái lợi ích đôi bên với nhau như vậy thì mình nghĩ nó sẽ rất là vui, đúng không? Đôi giày đầu tiên mà mình sẽ mua trong cái thời gian tới đó chính là đôi Converse Chuck Taylor 1970 Sunflower. Phải nói thật với các bạn là trước đây mình chưa bao giờ từng nghĩ là mình sẽ mua một cái đôi giày Converse, vì mình nghĩ là cái phong cách của mình nó không hề hợp với cái đôi giày này. Mình nghĩ là những cái đôi Converse nó chỉ hợp cho những cái bạn nào mà thích cái phong cách kiểu thư sinh này, kiểu những bạn sinh viên, rồi những cái bạn theo đuổi cái phong cách như kiểu là short boy. Nhưng mà gần đây thì mình lại thấy là những cái đôi Converse này nó có thể phối được rất là nhiều kiểu, và những cái đôi giày Converse cũng là một trong những cái mẫu giày không thể thiếu trong tủ đồ của những cái người mà đang mê thời trang. Để nói về cái lý do tại sao mình lại đang muốn sở hữu cái đôi giày này thì cái lý do đầu tiên nó rất là đơn giản thôi. Vì mình thấy một người bạn của mình đeo cái đôi giày này và mình thấy nó bị đẹp quá, nên là mình cũng muốn sở hữu nó. Và một cái lý do thứ hai nữa đó chính là mình cũng muốn thay đổi về cái màu sắc những cái bộ trang phục sắp tới của mình. Nó sẽ không đơn giản là những cái gam màu trắng và đen nữa, nó hơi bị nhàm chán rồi. Và mình muốn mặc những cái món đồ nhiều màu sắc hơn, như là màu xanh hay là màu vàng, màu cam hay là màu nâu gì đó. Dần dần thì mình sẽ thay đổi cái tủ đồ của mình để nó đa dạng hơn. Một cái điều mình đang cảm thấy nó hơi băn khoăn một chút, thì nếu như các bạn nào mà đang chơi giày Converse có thể chia sẻ lại với mình, thì mình thấy những cái đôi giày Converse thì thường có cái chất liệu bằng vải. Thì mình nghĩ là cái chất liệu này nó không thể giữ được cho cái form giày nó được cứng cáp và y nguyên sau một thời gian sử dụng dài được, nên là mình đang hơi đắn đo về cái vấn đề này. Tuy nhiên thì dù sao đi chăng nữa thì mình vẫn đang rất là thích cái đôi giày này rồi, nên là ngay sau khi hết dịch mình sẽ tìm để mua đôi giày này bằng được. Và cái đôi giày thứ hai mà mình sẽ mua trong thời gian tới này đó chính là đôi Nike Mid Blazer 77. Phải rất là xin lỗi với các bạn khán giả nào mà đã giới thiệu cái đôi giày này với mình từ rất lâu rồi, nhưng mà phải cho đến tận bây giờ mình mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của đôi giày này. Gần đây thì mình cũng thấy một số những cái outfit rất là đẹp với cái đôi giày này, và mình cũng nhận thấy đây là một trong những cái mẫu giày mà cũng đáng để mình sở hữu. Có hai cái điều mình đang hơi băn khoăn một chút về đôi giày này. Đầu tiên đó chính là cái logo Nike, thì mình nên chọn mua cái màu đen hay là màu xanh lá. Mình đang phân vân ở hai cái màu đó, vì thường khi mà mình đến với cả một cái món đồ nào mới thì mình sẽ chọn cái sự an toàn trước. Thì cái màu trắng, màu đen thì nó thường là những cái gam màu rất là trung tính và an toàn rồi. Nhưng mà mình cũng đang muốn thử sức một chút ở một cái gam màu xanh lá, và mình cũng thấy cái đôi giày màu xanh lá này nó cũng rất là đẹp, nên là mình cũng đang khá là phân vân trong cái quyết định chọn mua cái màu sắc như thế nào. Và có một cái điều thứ hai nữa, thì đây là một cái đôi giày màu trắng, và cái phần mũi giày thì lại có thêm một cái chi tiết, đó chính là vải da lộn, thì nó sẽ rất dễ bị bám bẩn. Và mình cũng đang phân vân là không biết với cái tính cầu thả của mình thì mình có thể giữ được cái đôi giày này nó sạch sẽ để mình diện nó hay không. Nói chung là khá là phân vân. Tuy nhiên thì mình sẽ tìm hiểu một thời gian nữa, hoặc là mình sẽ đọc những cái thông tin mà các bạn cung cấp ở phía dưới phần comment của cái video này. Còn nếu mình không thể tìm được một cái ý kiến nào mà mình đang cần thì có lẽ mình phải tự đưa ra quyết định thôi. Ok, và một đôi giày thứ ba nữa mà mình cũng đang rất là muốn có trong thời gian tới, và mình cũng hy vọng là mình sẽ sở hữu nó trước khi mùa đông năm nay, đó chính là một đôi Chunky Boots tới từ thương hiệu có tên là Arket. Thì đây sẽ là một cái đôi giày mà nếu như mình sở hữu được thì chắc chắn mình sẽ sử dụng cực nhiều trong cái mùa đông năm nay. Đôi giày này thì mình biết qua một cái channel YouTube của một cái anh người nước ngoài, mà cái anh này cũng làm về thời trang, mà đây cũng là một trong những cái idol về fashion của mình, đó chính là Daniel Simon. Thì trước đây mình cũng đã từng rất là thích những cái đôi giày có cái form tựa tựa như thế này, như là những đôi của hãng Guidi. Nhưng mà mình thấy là những cái đôi giày của hãng này nó lại đang có giá thành khá là cao, và cái đôi giày của hãng đấy nó lại phù hợp với cả những chiếc quần có cái ống bó hơn. Mà khi mà mình mua cái đôi giày này thì mình lại muốn phối cùng với cả những chiếc quần ống rộng. Và tình cờ thì mình đã tìm thấy cái đôi giày Chunky Boots của thương hiệu Arket này, và mình cũng thấy là nó đang rất là phù hợp với cái nhu cầu của mình, nên là mình cũng đang tìm mọi cách để có thể sở hữu nó. Tuy nhiên thì mình lại chưa từng có những cái kinh nghiệm order những cái món đồ từ nước ngoài về. Và một cái điều đang hơi lo lắng nữa là cái trang chủ của thương hiệu Arket này nó lại đang bị lỗi hay làm sao ấy, không vào được. Nên là mình cũng đang không biết làm cách nào để có thể mua được cái đôi giày này. Nếu như là bạn nào biết thì có thể chia sẻ với mình nhé. Và đó là thông tin về 5 cái đôi giày mà mình đang rất là ưa thích và thường xuyên sử dụng, cũng như là 3 cái đôi giày mà mình đang mong muốn sở hữu trong thời gian tới. Không biết là các bạn có đang sở hữu những cái đôi giày nào mà nó tương tự với cả những cái đôi giày mà mình đang ưa thích không,
hoặc là những cái bạn nào mà đã từng trải nghiệm những cái thương hiệu mà mình nhắc tới trong video ngày hôm nay, thì hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn về những cái thương hiệu này ở phía dưới phần bình luận để cho mọi người cùng biết. Và đặc biệt là các bạn hãy comment xuống phía dưới của cái video này tên của những cái đôi giày mà các bạn đang mong muốn sở hữu trong thời gian tới. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ cái mục tiêu của mình và hãy cùng cố gắng để đạt được cái mục tiêu của mình nhé. Và đừng quên là nếu như các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy dành tặng cho kênh của mình một like, một subscribe. Rất cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt.